Chào các bạn, quay trở lại với kênh Định Nhà Nông. Thì hôm nay Định Nhà Nông sẽ quay review cho các bạn xem cái khu vườn của nhà mình. Đây, thì bên đây là chuồng gà. Chuồng gà của nhà mình dài từ đây xuống tới dưới kia là khoảng tầm 25m, gần ngang 4m. Thì trong đây có một số gà đây. Đây là gà trống. Đó, có một mớ gà mái, gà trống nạp ngang cả nhà. Đó, là một số mai con. Số mai con vừa rồi. Đây cả nhà. Mấy con vừa rồi mình có cắt. Mình có mua bánh vầy á, rồi giờ mình cắt lại mình chọc. Rồi ok. Các bạn cá móc được số dừa để uống nước. Cái này có cái học của cái máy bơm nước ngang cả nhà. Mình xây cho nó cao lên đỡ tránh mưa. Mưa nắng. Máy bơm nước. Rồi đây. Đây là cái bộ sưu tầm của mình. Mai bình trà. Này đã đâm tượng khá nhiều. Mình trồng vào trong này hết rồi. Trồng vào chậu. Chậu này mình cũng là đóng bằng gỗ hết nha cả nhà. Nói chung là mình tận dụng hết mình luôn. Rồi, trong cái chỗ mà những cái chỗ trống mình đem mình trồng rau hết, trồng rau giúp cá để cho cả nhà xem. Chỗ nó trống là mình cứ trồng hết, không để đất trống. Này là cái đường dẫn của ống nước thoát ra. Đấy, mình chưa trồng mai, kết hợp trồng rau. Đây, cho cả nhà xem. Rau dưa cá khá tươi tốt luôn. Cho nên là mai. Thì những cái số đó mình mới trồng cho nên là mình cắt ngắn lại hết. Đây cả nhà. Bên đây là mình cứ ngắn. Có mỗi cây là theo mỗi hình mỗi dạng. Một số bên này thì mình sẽ uống. Uống nắng đủ hình đủ dạng hết các bạn ạ. Tại mỗi người nó mỗi cái ý thích, mỗi cách uống khác nhau. Mình thì mình uống lượng đó. Uống lượng, đụng đâu uống đó. Rồi, kế tiếp bên đây là nếu cần nước. Đâu cần này các bạn. Mong mơ luôn. Không bên trong đâu là trồng đất sạch ngang các bạn. Đây.
Đây, cho các bạn xem đất đây, mình trồng rau là trồng rau rất sạch cho các bạn xem đây. Đây các bạn ha, trong khấu không có phải bẩn đen gì đâu. Có một số mai bên này, thôi đỡ mình bao bên này, bước qua qua cái đám cần nước này bao bên này mới được. Đây mẹ giảo thưa đức, cái coi như đây vừa rồi mình trồng có đang clip rồi mà mình chưa không có lạc lá. Cái cây này là mình trồng mình lạc lá, đỡ mình xem nó hai cây nó có khác nhau ở điểm nào. Đây, khác nhau ở điểm là cây lạc lá này ra bông à, ra nụ ra bông. Còn cái cây kia là do mình không lạc lá, là do mình cố tình mình đợi Tết mình mới lạc lá ở bên chơi Tết. Còn cái này bây giờ mình đang cần chơi là giờ mình lạc luôn. Đây bông rồi. Mấy giờ xuống đất. Con này là cái bẹ cùi, cái làm dưa. Mình mới trồng cái này khoảng 2 ngày. Bữa nay đã là 3 ngày rồi, 3 ngày. Đó mình gieo qua đâu mình nhổ qua bên này mình trồng, mình bỏ cho cái tơ tấu. Mình trồng đây. Mình gieo chung trong cái đám xà lách này, mình gieo ngay gốc này, ngay ụ mai luôn. Đó. Rồi mấy cây mai giả thu lức này thì mình lạc lá rồi đó bông. Chứ còn khá nhiều mai các bạn ơi. Rồi video tới đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh, các bạn nhớ bấm like đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha các bạn. Hẹn gặp các bạn các video sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.